anh ấy tính cái đường đó hay đó. Dạ. Tính đường hay chắc để rồi không giờ như bình thường cái vườn của chú vườn này đi mà chú năm 2019 chú không áp khí mà chú cạo thì năm nay là nó lên tới chẳng bài chứ chú nhỉ, đục quá. À, chắc cũng gần tới thôi nếu mà một năm á. Dạ. Nếu một năm á là đục nó khoảng chừng 4 tấc thôi. Dạ. Cái đục nó hao dâm. Dạ. Rồi bó tấp một năm cũng nửa này. Dạ. Không rồi cái năm rồi là hết. Dạ. Nửa tới đây rồi. Dạ. Mình cho tới đây thôi thì cái năm nay là mình ăn là cũng tới nửa đây năm. Dạ. Cái này rồi là hết đây chỉ còn phần đây thôi nhưng. Dạ. Mà ăn mót lại thì năm sau nữa thì cũng tới hết rồi. Dạ. Nó lẹ lắm là cũng ăn một. Dạ. Thân mấy lần rồi có nghĩa là nếu mà chú không dùng áp khí thì thật ra là đến thời điểm này là thanh lý là đúng không chú? Dạ, thanh lý rồi năm nay chắc thanh lý rồi. Năm nay thanh lý rồi. Nếu mà không áp khí chắc là thanh lý rồi. Thanh lý rồi. Là cái sản lượng nó tốt nữa nó chênh lệch nhiều nên nên người ta nó thấy cái doanh thu nó tốt hiệu quả có thể làm tốn thêm cái công một chút nhưng mà hiệu quả nhưng mà tính ra so với cạo chú làm đỡ 4 thì cái công nó cũng ít hơn mình đúng không? Ừ, ít hơn là đỡ, so với đục nhiều đỡ tiền công nhiều hơn. Dạ. So với đục thì cái này làm khỏe hơn nhiều. Đây ra cái đâu tay ra đừng quăng cái hàng cáo đó đừng có để nè. Đó đấy cũng hợp cậu một luôn khỏi đó ha không tốn á mà đi mình dùng tay cho sao đi dùng cho ăn chay không cho ăn gì hết mà lại có ngủ chặt quá vô sáng vô rồi chứ đỡ phân đi dọn này ngon đúng rồi đi cái ấy cũng được hết rồi. Dạ. Cái nào lá giảm mà chú gỡ? À, mình gỡ hết. Mình để ra cả năm sau đấy. Dạ. Là gỡ còn 350 cây không chú? Có lô thì còn khoảng 350 cây, có lô. Dạ. 300 cây. À. Dạ là gỡ hết. Mà mũ đợt vừa rồi là vẫn đạt hả chú, vẫn bao nhiêu ký cho một lô vậy? Một lô vậy đó, thường lúc này thì mũ gì như là nó tăng hay sao đó. Dạ. Nhưng mà thấy mũ nó đạt lắm. Lúc này nó tăng như là mình làm lại còn y nguyên như lúc đầu vậy đó. Dạ. Như gỡ nó là một số lên cho cái lô này là khoảng 480 hoặc là 500 thôi. Dạ. Một lô thì mình gỡ mình còn khoảng 300 cây thôi. Dạ. Là cái hồi nãy chú bán mũ là được bao nhiêu ký? À, hồi nãy là 100 nó 140 143 ký. Là bao nhiêu cây chú? Là nó đi khoảng 300 cây á. 300 cây. Cho nó 300 cây. Độ khoảng nhiêu chú nhỉ? Độ khoảng bao nhiêu? Độ mà khoảng nó 397. Dạ, cũng cao. À. Khi nào mà lá nó bắt đầu giảm chú tháo ra. Đến cho mùa sau nó chuẩn bị mùa sau nó sản lượng nó tốt. Chú làm chú giữ cây nha. Làm giữ cây dưỡng cây cho mùa sau mà sản lượng mũ vẫn đạt so với khu vực nhiều đúng không chú? 300 cây chắc cũng tương đương với họ cạo chứ nhỉ? 300 cây 147 ký chắc cũng tương đương với họ cạo chứ hơn chứ nhỉ? Hơn rồi. Hơn cạo lô 500 cây. Hơn cạo hơn nhiều. Dạ. Hơn nhiều. Đây là chú để cỏ. Thì sau khi chú để cỏ, chú để từ đầu mùa đến giờ đúng không chú nhỉ? Đầu mùa tới giờ luôn. Dạ. Để thử để cỏ luôn. Không chặt, không phát, không gì đó hết. Thì chú để cỏ, chú thấy cái sản lượng so với năm trước như thế nào? Im hơn, cái này là dường như nó có cái độ im để giữ lại. Nó đều mũ hơn. Đều mũ hơn. Dạ.
sản lượng nó còn tăng, ta thấy là nó tăng hơn cái đầu. Bây giờ đầu cỏ sạch lắm, dập sạch u à, đẹp lắm nhưng mà sản lượng nó không có. Dạ. Cái này chú để cỏ thì chú có ngại cái vấn đề như là rắn rết hoặc là cháy cháy cỏ? Cháy thì mình không sợ, cháy thì nó xanh thì chắc khỏi cháy đâu. Dạ. Mà mình cũng mấy cái vùng cao thì cũng phải chú ý gì cái vụ cháy à nha. Dạ. Mình sợ cháy. Nhưng mà mình chú ý cái vụ đó mình quét dọn hay gì á, gọn ranh không vô. Dạ. Thì nó phải hạn chế đỡ. Cái mùa khô thì chắc nó cũng sẽ khô cháy. Còn rắn rết thì sao chú? Rắn rết thì cũng có nhưng mà dạo cái này mình sạch đi. Dạ. Mình sạch cái luồng đường lối mình đi đâu. Làm đi là nó đánh động rắn là nó cũng nó không thấy rắn rết không. Chú thấy năm nay cuối mùa cái cây nó phát triển tốt không chú? Ông cũng bự lớn đàng hoàng à. Nó cũng phát triển bình thường chứ có là mấy cái tiền sắt này là có cái một tháng là cái này hồi đó mình cột lỏng chứ đâu có vậy. Yeah. Mà giờ nó cứng nhắc rồi. Cây nó cũng bự bự bình thường. Giờ cái này nó cứng vậy di chuyển cái chén nó khó chứ. Nè. Bây giờ mình khi mình nó cái này thằng này lỏng á mình lâu thằng này nó dễ. Bây giờ nó cứng nó khó. Mình nó nở cứng lên nè. Cái thằng này nở cứng nè. Mình buộc kiểu này mình về cái chén nhanh hơn đúng chút và mình buộc buộc kẽm thì nó cũng nhanh hơn so với một cục dây. Cái này cho nó lại không dây nhiều rồi. Có tiện không dây. Chỉ muốn một vòng thôi đó. Bẻ cớp vậy thôi. Móc đẩy nhau. Mình đóng nó chết bên đây cái mình lộng cái thằng này qua. Đó. Nó nhanh hơn cái dây. Đó vậy thì sang đây là phải số. Đó, di chuyển nó lẹ hơn. Rồi chắc qua năm sau cái da tái sinh này chắc là lấy được rồi nè chú. Lẹ thì tính qua năm sau tái sinh mình lấy được. Nhưng mà tính này thì giờ nó còn tái ăn ngon. Dạ. Thì ăn đi. Tính ra hai năm làm mà cũng đâu có tốn nhiều. Hai năm làm nó có như đây nè. Đâu có nhiều đó. Đó, hiệu quả lắm. Da nó đùn ra lại bằng mặt hết. Đây là chú Tích đây. Chủ nhân của vườn này. Thế này chú để có một năm như này là chú thấy cái sản lượng nó như nào? Rất ngon. Cái này là ngon đó. Cái này khó thì là ngon đó. Chết cái này cũng bắt chết cái em rồi. Thử không tốn thuốc là phải về cái giặc này phải không? Không tốn công thịt nữa nè. Phân mình có sử dụng phân chuồng. Sử dụng phân chuồng. Không quay. Là nghỉ phân bón hóa học. Nghỉ phân bón hóa học. Đúng là năm nay không có bón phân hóa học. Vâng. Năm nay chú ấy phân phân chuồng. Như 2000 cây này chú. Tính ra năm nay là cái này phân chuồng này là 5 tấn, họ chỉ có 5 tấn thôi. Năm nay là bao nhiêu hết chú? Là chẳng như cái này trên dưới là 4 hết đi. 4 hết 5 tấn thì 1 hết là tấn 25. Đó. Tấn 25. Tấn 25 chú chia ra 1 năm mấy đợt chú rải? Chẳng như có rải có 2 đợt. Dạ. 2 đợt. Là thời điểm nào chú? Lúc đó là vô khoảng tháng 4. Tháng 4 mà lại thử cho nó là 2 tấn. Tháng 4 âm hay tháng 4 dương chứ? Tháng 4 âm. Tháng 4 âm. Âm yeah. thường mà nó đang dùng âm thôi. Vừa rồi là tháng 9, cũng tháng 9 âm. Còn năm rồi chú làm phân hóa học là thử một tháng rưỡi chú phải rải hả? Một tháng phải rải nó một lần. Chứ không là sản lượng mỗi. Nó tột xuống. Sản lượng nhất dùng phân tây thì nó phải một tháng phải dùng một lần tháng dùng rồi nhưng mà mình cũng dùng cái lượng ít chứ không phải là dùng nhiều nhưng mà phải một tháng phải rải đều ra thì nó mới đảm bảo được chứ thôi nó chết rễ hết. Với cái này chú so sánh với chú dùng phân hóa học thì cái thời gian của cái lượng tiền so với 1 tấn 25 phân gà thì cái chi phí nó như thế nào, nó bằng nhau hay là cái phân gà nó cao tiền hơn chứ? Phân
phân chuồng thì tất nhiên nó phải rẻ hơn cái phân, cái lượng phân tái cây nhiều rồi. Dạ, rẻ hơn chú. Chẳng hạn như bình thường những năm trước chú một năm cho một hecta chú dùng bao nhiêu phân? Chẳng hạn cho 4 hecta đi, cháu tính này cho dễ. Một tháng nó là rải, mình cũng rải nhẹ thôi, rải thử thôi là mình tính tiền thôi. Tính giá tiền chứ không có nói là phân hóa học phải không? Dạ. Mình tính cái vậy là cái loại cũng rẻ tiền thôi, nhưng mà tính cho nó một năm đó là khoảng đi chừng 30 triệu. Một năm 30 triệu cho 4 hết. 4 hết. Dạ. Còn khi mà chú chuyển qua cái này phân gà đúng không? Chú đem móc phân gà. Phân gà năm nay thì tính lại là cũng 14 triệu. Dạ. 14 triệu phân gà. Vậy nếu phân gà thì một năm cho 4 hết này chú bỏ khoảng bao nhiêu? Bao nhiêu tiền á? Tiền hả? Thì 14 triệu đó. Còn cái phân hóa học của chú 30 triệu á? 30 triệu. Cho một năm đó. À, đó, dạ. Nhưng mà cái hậu của thằng này phân gà này thì dường như nó giữ bền dai hơn đó. Dạ. Đó. Bây giờ rưỡi mà không rải là nghe giảm. À thằng ngủ lên. À thằng kia thì phân hóa học thì trong vòng một tháng mấy đến hai tháng mà mình không rải nó là nó tụt ngủ liền. Tụt ngủ nó liền. Tính giờ là những cái cây mà chú thấy là cái lá nó rụng nhiều là chú ngừng khai thác, thì cái đợt vừa rồi là 300 cây hay 350 chú nhỉ, cái đợt vừa rồi chú mới bán mũ á. Khoảng chừng 300 lẻ mấy cây thôi. 300 lẻ mấy cây là 147 kg, độ là 39. À 900 mấy đó. Mới vừa bán luôn. Mới vừa bán vậy nè, cả mấy cũng giảm rồi. Giảm rồi, giật mũ. Thời điểm này là ngày 20 đó, hôm nay ngày 20 tháng 12 dương lịch. 22 tháng 12 dương lịch. Thì cái sản lượng đó là rõ ràng là nó hiệu quả. Cái phân gà hiệu quả và cái cách thức là không có làm cỏ, không có diệt cỏ. Không rửa trôi. Vô cái vườn chú là trống trơn. À, đất trắng lên luôn. Sạch lắm. Trong sạch cỏ rồi, sạch hết luôn. Giờ vô thấy khác hẳn ha. Giờ thấy cái này là chú cho thuê bò vô đây nó ăn cũng được nè. Cho đàn bò vô đây ăn nhũng ỉa lại lấy phân bò. Lấy phân bò luôn. Thì giờ chén nó cũng cao cao hết rồi, cũng khỏi sợ nó làm cho đất chén. Ôi, làm khí đi, truyền thống chắc là không nói rồi. Cái bà con xung quanh đây thì bây giờ họ nhìn nhận như thế nào chứ nhỉ? Nhiều người ra đây hỏi lắm rồi. Dạ. Hỏi đây chắc năm tới này là một số vườn ở đây là người ta sẽ tập trung về cái hầu này, cái công cán nó nhẹ hơn không? Dạ. Đỡ thức đêm hơn. Nhưng mà sản lượng nó đạt hơn. Dạ. Nhưng mà cây sẽ ăn lâu dài hơn á. Bây giờ có một anh có một anh mà nói được rồi là quen với là giám đốc nông trường của Tân Châu á. Cũng hỏi lúc đầu thì mình cũng hỏi làm cái ông anh nói thôi rồi để điện bạn Tân Châu nông trường rồi thử anh cái điện bạn đó, bạn trả lời nó nói anh ơi cái chương trình đó lâu rồi làm được rồi, chết cây hết à. Làm bà lan chết cây làm chết cây hết à. Rồi lúc đó nghe cũng bất mãn là con không biết sao là cái lúc đó về kêu công tặng độc cái này nằm dạng độc rồi đó, phải không? Là năm rồi là độc rồi đó, kêu công độc. Kêu công độc cái kêu công xong hết rồi, kêu công xong rồi cái sau nghe cái chương trình này cái điện thoại hỏi thử cái thôi giờ công hầu công luôn, áp vô nhà để nhà làm luôn. Nhưng mà tháng giờ đó thì mới hồi ngày kia thôi, mấy ngày kia ra nhậu với anh cục chèo nói anh tính sai lầm rồi, thôi giờ sang năm cho anh theo gì năm mẫu đây làm cái điện ổng đấy điện lên mà bạn giám đốc ở trên nông trường có xuống Tân Châu chửi nó chết tao không chết mà nghe tao nó ăn đây hai năm rồi cây tao còn y nguyên. Ngày qua nhậu cũng có dẫn giỡn thôi, dẫn giỡn thôi kể lại thôi thằng tâm cái chương trình này chỉ anh để làm đi. Là vậy là năm rồi là lỡ đục lên tầm cao rồi. Nó lỡ đục lên tầm cao hết rồi.
Bây giờ sang năm cho anh nói thôi kế hoạch, giờ anh nghĩ cái cách nào mà ăn trái sinh được không? Anh nói không bao giờ để ăn trái sinh đi, đừng chính tính là năm nay thanh lý á. Anh nói anh tính thanh lý, nhưng mà cũng bàn anh nói thôi anh bây giờ không thanh lý, anh để đi, để đó. Bây giờ cái phương pháp này ăn để mà bây giờ anh thanh lý anh trồng cái khác á thì cũng được, nhưng mà anh trồng lại cao su thôi, thanh lý chi? Yeah. Phải không, để dưỡng nó lại đi. Nếu mà trường hợp cái năm đầu thì mình ăn cái sinh nó thì nó ít mũ rồi, chứ không phải là nó nhiều đâu năm đầu, nhưng mà khoảng chừng năm thứ hai nó tăng dần dần lên. Yeah. Thứ ba nó tăng dần dần lên. Anh tính so lại là bây giờ anh thanh lý, anh cài đầu tư anh trồng lại 6 năm sau à, cho anh chăm sóc dữ lắm là 5 năm anh ăn, trong 5 năm đó là anh tính là làm sao bằng trái sinh. Yeah. Này.